Rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi, ăn cướp nè, trời đất ơi, cướp bà con ơi, dễ sợ không, trời đất ơi, hay quá chú ơi, bắt nó lại đi, lẹ đi, nè, thằng đó cướp liền, còn một thằng nữa, hai thằng nữa. Trời ơi. Không, cảm ơn anh. Rất là anh hùng, cảm ơn anh. Vỗ tay cho anh một cảo tay. Thấy thương dễ sợ. Cảm ơn anh nha. Trời ơi. Không sao, cảm ơn anh. Hay quá. Anh hùng quá. Hay quá anh ơi. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. I love you. Rồi nè, sao nè? Mấy đứa trẻ trâu á là nó cứ á. Hai cọc trắng. Cũng là cái thái độ đó mà dịch lại. Nó là anh dễ thương quá, bây giờ anh dắt em ngồi kia uống nước mía đi. Trời dễ thương quá, anh đùa thật là khéo đùa. Chị hiểu không? Ồ hề, hai đứa này nó chống hề ghê. Rồi nó tập vậy đó, nó vô vô làm sao, trời cười không? Ủa, em là diễn viên cười mà. Cười hả? Diễn viên cười. Cái diễn viên hài vậy mà là diễn viên cười. Cười chết à? Diễn viên cười. Cười. Rồi đó rồi rồi. Em nói chứ có tiếng vỗ tay rồi. Là tự ghép hết. Diễn nó chảnh cái lập. Lẹ cho tôi chảnh lắm á. Con thì sao? Trời ơi, minh quả quá. Chuyện nét mà giận dỗi muốn bỏ đoàn. Giận dỗi bỏ đoàn coi. Chuyện nét bị dông dựa rồi, trở lại nè. Dông dựa trở lại. Dông dựa mày trở lại rồi. Xin lỗi đoàn. Xin lỗi đoàn. Xin lỗi đoàn. Dạ, xin lỗi đoàn. Ủa sao cái dù lâu ra xinh sai vậy? Qua đây trò chuyện với Hữu Đằng. Ủa ở đây chạy vô thôi. Kính thưa quý vị các bạn, đây xe Hữu Đằng, xe thiện Hữu Đằng. Cái gì mày? Dạ dạ sư con mượn. Dạ con mấy tuổi rồi? Giỏi mày tự luôn á. Hớt là sao? Đụng vô mà hớt cái tay là vậy sao? Kỳ thị hả? Kỳ thị là người đen ha. Ngồi không? 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 Không phải lý do đẹp.
Quý vị ơi, khóc mà tâm lý vẫn lo tiền. Vẫn lo tiền. Quý vị ơi, nếu như mà khán giả, mọi người nhà tài trợ nào mà thấy cảnh này thì mọi người nên thương Nam Thư. Bây giờ đang trễ bối cảnh, Nam Thư sợ độn tiền lên cho nên cô ta khóc tức tưởi. Mà lấy một cái lý do rất là đạo đức giả đó. Chị... đó là mọi người đang đợi chị. Đúng rồi. Sợ tốn tiền. Sợ tốn tiền quý vị nha. Cứ 5 phút Nam Thư mà trễ là coi như tốn cả tỷ bạc. Nếu như ai coi được clip này thì có thể tài trợ cho Nam Thư với số tài khoản là... nhớ nhận đọc nha. Rồi à, chi nhánh nào? Việt Cầm Băng. Thôi mẹ khóc mà vẫn Việt Cầm Băng. Ghê sợ. Khi đâu nữa. Tụi bay làm lẹ nè. Tụi bay làm lẹ nè. Chị tao khóc quá rồi dạ. Thôi nghiệp quá à. Có đang quay nè, em xin tài trợ cho chị nè. Mẹ không quay phim kìa. Ủa vậy hả? Dạ, kính thưa quý vị các bạn. Nếu như mà xem clip này của nhà tài trợ nào mà đại gia tài trợ cho Nam Tư, sao mà được khóc nữa. Rồi, bây giờ Lâm đi quay đi nha cả nhà nha. Có đi đâu nào cũng khóc hết cái gì. Đi đâu cũng khóc, làm gì cũng khóc. Giống gì cũng hoài. Vậy hả? Vậy luôn, hồi nãy đâu lấy đâu. Thôi không lấy, không lấy, không lấy. Quý vị, kính thưa quý vị các bạn, Nam Thư có tuyệt chiêu là khóc như vậy nha. Đi game show cũng khóc nha. Đi phim cũng khóc, đi quay tiểu phẩm cũng khóc luôn nha. Rồi hai mà làm bồ đó, hai mà khóc cái hộp sò, khóc cái miếng đất. Ghê. Vì có tiền làm rất là ma hoài. Hoài làm hoài, mà không làm mà làm hoài. Mà tiền ở đâu ra, khóc ra. Đúng không? Giờ đã già rồi. Đâu có làm, đâu có nhan sắc là gì, khóc thôi. Bây giờ đang nhanh là clip này Lâm khóc cái gì đó là Lâm xin cái gì đó không? Anh có nhu cầu quay web ra mà. Thì không, muốn anh quay ra sản phẩm mà ủng hộ nha. Anh không khóc, anh không khóc. Nhưng mà anh làm sản phẩm đôi tay của anh. Đây, đôi tay này tôi có thể làm nên tất cả. Đôi tay hay cái miệng? Đôi tay miệng, tay bằng miệng. Tay. Các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Noel sẽ tràn ngập khắp ở quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Hello, Noel tới rồi. Mình làm xin chúc cho tất cả mọi người phát tài phát lộc. Nani? Khang khang thịnh vượng. Và Noel sắp tới, Tam Cao chắc không có gì hơn ngoài một bài hát hề hước vui nhộn. Và bây giờ Tam Cao chắc xin thể hiện 2, 3, C. Hành lá đá xanh tàn cây góc sân trường. What the hell? Hành lá cây xa rời xa bước chân người. Hát thân ơi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Ở gì? Có điên không? Tao điên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhỏ thôi, chứ lớp chúng tôi vẫn yêu thương và đoàn kết nhau nha mọi người nha. Lớp chúng tôi yêu em 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 nha. Thầy hiểu nè. Thầy hiểu không có cái kết. Thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng học trò quậy quá, thầy hiệu trưởng xuống tóc không kìa tôi kìa. Thầy hiệu trưởng xong cái cấp. Đừng đi. Thầy đi cũng đi. Tôi không làm gì. Thầy đừng học trò không làm gì. Không học trò cái khối của em nha thầy. Quá trời. Ủa gì em? Em bữa em khách cờ bạc hay lịch tùy lắm, mà sáng nay mặc áo dài vậy. Tại biết sao không? Tại vì thường á, những cái ngày mà nghỉ hè á, thì người ta sẽ đi nhuộm tóc nè. Hoặc là đi, người ta đi nhân mí nè, còn em nghỉ hè đi bưng vú. Ghê quá. Bông vú xong rồi vô đây cái bắt đầu em chuyển giới luôn, vô học lên lớp 12 cũng chuyển giới luôn. Thôi lên làm giám thị giờ tôi đi. Dạ cảm ơn thầy. Đi đi. Đi say. Say say đâu. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.